Xin chào tất cả các anh chị. Trong video ngày hôm nay thì bên em sẽ nên giới thiệu cho các anh chị một siêu phẩm về dòng định vị các anh chị nhá. Với mẫu sản phẩm này, các anh chị có thể sử dụng được cả 3 chức năng công dụng này. Thứ nhất là các anh chị có thể định vị được trực tuyến trên điện thoại từ xa không giới hạn khoảng cách. Thứ hai là các anh chị có thể là nghe nén được các cuộc trò chuyện này. Và thứ ba là các anh chị có thể là ghi âm các anh chị nhá. Đặc biệt dòng sản phẩm này dung lượng pin của nó có thể sử dụng liên tục trong khoảng thời gian là 30 ngày liên tục các anh chị nhá. Đấy, đây là một trong các mẫu sản phẩm có dung lượng pin lâu nhất, lớn nhất trên thị trường hiện nay về các cái dòng sản phẩm định vị các anh chị ạ. Đấy, sản phẩm chính của mình đây các chị nhá. Đây, kiểu dáng kích thước của nó như thế này các chị này. Đấy, khi các chị sử dụng thì mình sẽ lắp kín cái nắp này lại như này các chị nhá. Đấy, để bảo vệ thiết bị của mình chống mưa chống nước cho các chị này. Các chị thấy không? Đấy, sản phẩm này đây là hàng chính hãng Made in Japan đây các chị này. Nguồn gốc xuất xứ đầy đủ ghi hết trên đây, in chìm ở trên đây cho anh chị này. Đấy, tên sản phẩm đầy đủ hết ở đây các chị nhá. Đấy, chống mưa chống nước hoàn toàn 100% cho các anh chị. Đây, và trên cái sản phẩm khi mình đã bóc cái nắp này ra thì các anh chị thấy ở bên trong đây này, thứ nhất đây là cái mã sản phẩm các chị nhá. Mã đây là mã QR các chị này. Đấy, thì với cái sản phẩm này khi anh chị sử dụng thì mình chỉ cần quét cái mã QR này vào là các anh chị có thể sử dụng được ngay các anh chị nhá. Đấy, và ở đây nó sẽ có một cái nút công tắc nguồn các anh chị này. Đấy, nút nhỏ nhỏ ở đây chính là cái nút công tắc nguồn các anh chị nhá. Đấy, bên cạnh đây là cái nút reset của cái định vị này các anh chị ạ. Đấy, và đây là cái cổng SIM các anh chị nhá. SIM thì đối với dòng sản phẩm này thì các anh chị mua định vị này về thì các anh chị sẽ chuẩn bị SIM ở nhà các anh chị lắp vào các anh chị nhá. Bên em sẽ không tặng kèm SIM cho các anh chị ạ. Đấy, thì đối với cái SIM này các anh chị có thể lắp được bất cứ mạng nào cũng được, Viettel, Mobile, Vina được hết các anh chị nhá. Miễn là các anh chị đăng ký mạng vào đây cho nó là sử dụng được các anh chị ạ. Đấy, và bên cạnh đây thì nó sẽ có một cái cổng lắp thẻ nhớ các chị này. Đấy, em quay nghiêng như thế này thì các chị nhìn thấy nó rõ hơn các chị thấy không ạ. Đấy, thì với cái sản phẩm này các chị mua sản phẩm bên em sẽ được tặng kèm một cái thẻ nhớ 32GB như này để các chị lưu các video các chị nhá. Thì thẻ nhớ này sẽ lưu cho các chị lên đến hàng nghìn giờ ghi âm các anh chị ạ. Đấy, các chị sẽ lấy thẻ nhớ và lắp vào cái khay này. Đấy, khi mình lắp vào thì nó sẽ chồng lên cái khay SIM các chị nhá. Lưu ý cho em cái vấn đề này các anh chị ạ. Đấy, và tiếp theo ở đây nó sẽ có ba cái lỗ đèn báo như này. Đấy, khi cái chị nắp SIM khởi động nguồn lên thì ba cái đèn nó báo sáng như thế này là thiết bị của mình đã hoạt động các anh chị nhá. Đấy, thì lúc này các anh chị chỉ việc kết nối vào là các anh chị có thể sử dụng được ngay các anh chị nhá. Thì các anh chị thấy cái sản phẩm này, cái kiểu dáng kích thước của nó ở đây. Đấy, bởi vì cái dung lượng pin của nó có thể nằm rất là lâu cho nên là cái kích thước của nó cũng sẽ to hơn so với cái dòng sản phẩm khác các anh chị nhá. Đấy, ở đây kích thước của nó các chị hình dung nó tương đương giống như cái hộp bao thuốc lá Thăng Long các anh chị thấy không ạ? Đấy, các chị hình dung này. Đấy, chiều dài của nó thì ở đây là khoảng 7cm các anh chị nhá. Đấy, bề rộng ở đây nó khoảng 3cm này các chị này. Bề dày ở đây khoảng 2cm. Đấy, rất là gọn nhẹ tiện lợi, và đây là cái mẫu sản phẩm không dây và đặc biệt là có lâm châm các anh chị nhá. Anh chị có thể là gắn trên các cái bề mặt kim loại các anh chị ạ, có thể là gắn trên các phương tiện ví dụ như ô tô, xe máy, xe đạp điện này các bác này. Đấy, các anh chị thấy không? Rất là chắc chắn luôn các anh chị nhá. Đấy, hoàn toàn yên tâm trong các trường hợp các anh chị lắp trên ô tô, xe máy mà đi các cái đường mà ổ gà, ổ vịt thì các anh chị cũng thoải mái, bởi vì cái lâm châm này cực là mạnh các anh chị nhá, bởi vì cái diện tích của nó lớn. Đấy, kích thước của nó lớn cũng là một cái ưu điểm, cho nên là cái diện tích tiếp xúc với này cái bề mặt kim loại đây nó lớn cho nên là nó hút cực kỳ là chắc luôn các anh chị nhá. Đấy, rất là, và bây giờ thì em sẽ hướng dẫn cho các anh chị cái cách thức sử dụng cái sản phẩm này. Thì rất là đơn giản thôi, các anh chị muốn sử dụng cái sản phẩm này thì các anh chị chỉ cần tải cho em một cái ứng dụng có tên là GPS 365 các anh chị nhá. Đấy, đây là cái chị này. Cái ứng dụng này thì miễn phí hoàn toàn, các anh chị vào kho ứng dụng các anh chị tải về là được các anh chị nhá. Đấy, đánh đúng GPS 365 và nhìn cái biểu tượng này các anh chị tải về giúp em. Đấy, khi tải xong về như thế này thì các anh chị chỉ việc kết nối vào các anh chị nhá. Đấy, ở đây em đã lắp sẵn SIM này. Đấy, khởi động nguồn sẵn các anh chị theo. Đấy, cho nên việc còn lại là mình chỉ việc kết nối các anh chị nhá. Đấy, thì bây giờ các anh chị kết nối vào trong ứng dụng như này các anh chị theo. Ở đây ứng dụng nó sẽ cho có hai cách để các anh chị đăng nhập các anh chị nhá. Cách thứ nhất là các anh chị đăng nhập theo cách thủ công, tức là các anh chị sẽ nhập cái mã sản phẩm ở đây các anh chị này. Đấy, ở đây là cái mã sản phẩm thì mình sẽ đăng nhập vào cái dòng đầu tiên các anh chị nhá. Đấy, còn dòng thứ hai ở đây chính là số bí mật của cái định vị này. Thì tất cả cái định vị mới nhà sản xuất người ta đều mặc định sẽ là từ 1 đến 6 các anh chị nhá. Các anh chị chỉ cần nhập số bí mật ở đây là từ 1 đến 6 vào. Đấy, là lập tức vào luôn các anh chị nhá. Đấy, và em sẽ hướng dẫn cho anh chị cái cách số 2 ở đây, tức là các anh chị sẽ đăng nhập theo cách là quét mã QR ở đây các anh chị này. Đấy, thì cái mã QR ở đây các anh chị thấy không? Chính là cái mã này, thì mình đưa cái mã này trước cái điện thoại của mình như này. Đấy, rất là nhanh các anh chị nhá. Ngay lập tức thì cái định vị của mình đã được kết nối với lại cái điện thoại của mình đây chị nhá. Đấy, ứng dụng ở đây nó hiển thị ngay lập tức ở đây các anh chị nhá. Thì trong đây nó có rất là nhiều cái phần. Đấy, các cái chức năng thì lần lượt em sẽ giới thiệu cho các anh chị này. Trước tiên thì vào cái phần đầu tiên ở đây. Đấy, chắc ở đây tức là định vị trực tuyến các anh chị nhá. Các anh chị muốn biết xem cái định vị này nó đang ở vị trí ở đâu. Đấy, trạng thái của nó là đang đứng yên hay là đang di chuyển thì các anh chị sẽ vào cái phần này để các anh chị có thể là kiểm tra các anh chị này.
Đấy, khi chị ấn vào đó, đây các chị nhá, đấy cái vị trí của cái định vị nó hiển thị ở đây các chị này. Đấy, các chị sẽ ấn vào cái biểu tượng này thì ngay lập tức nó sẽ hiển thị các cái chức năng, các cái trạng thái của cái định vị đây các chị này, đầy đủ hết ở đây các chị này. Đấy, cột sóng này, đấy phần trăm pin ở đây nó cũng báo ở trên đây cho các anh chị nhá. Đấy, trạng thái dừng nghỉ này các chị thấy không? Định vị ở đây nó sẽ hiển thị ở đây, cái địa chỉ ở đây các chị này. Đấy, các chị ấn vào cái dòng chữ màu xanh ở đây thì nó sẽ hiển thị cái địa chỉ của cái định vị này lên cho các anh chị nhá. Đấy, và khi các chị sử dụng thì anh chị có thể là phóng to lên. Đấy, để các chị có thể nhìn rõ hơn, các chị thấy không? Đây này, cái định vị đây này. Đây, cái vị trí của nó đang hiển thị đây các chị nhá. Đấy, anh chị có thể dùng tay các chị phóng to, hoặc anh chị có thể ấn vào dấu cộng này. Đấy, hoặc dấu trừ như này để các anh chị tìm cái vị trí của cái định vị này các chị nhá. Đấy, và khi các chị xác định cái vị trí này, đấy anh chị có thể là chuyển sang cái bản đồ vệ tinh. Đấy, để các anh chị xem cái kiểu dáng cái nóc nhà của cái định vị này, cái vị trí này nó đang nằm ở chỗ nào đây anh chị này. Để các anh chị có thể là hình dung, anh chị nhìn rõ hơn đúng không? Đấy, và khi các chị vừa biết vị trí, vừa biết cái ngôi nhà, cái nóc nhà này nó nằm như thế này, các anh chị muốn cài đặt kết nối đến với lại cái vị trí của cái định vị này thì các anh chị có thể là ấn vào cái biểu tượng mũi tên như này. Đấy, thì ngay lập tức nó sẽ kết nối với Google Maps và hướng dẫn chỉ đường cho anh chị đi đến ngay cái vị trí này các anh chị nhá. Đấy, ví dụ như các anh chị nào mà đang theo dõi vợ hoặc chồng của mình đúng không? Đấy, nghi ngờ vợ hoặc chồng của mình có các cái mối quan hệ ở bên ngoài thì ở đây nó hiển thị cái địa chỉ ở đây là cái nhà nghỉ này, thì các anh chị có thể là ngay lập tức mình sẽ kết nối với Google Maps ở cái biểu tượng này các anh chị nhá. Đấy, để nó chỉ đường cho anh chị đi đến đúng cái vị trí của cái định vị này để các chị có thể là xác định các chị nhá. Đấy, là chức năng định vị trực tuyến các anh chị ạ. Đấy, và ngoài ra thì anh chị có thể là vào định vị bản đồ giao thông ở đây các chị này. Đấy, các chị ấn vào cái biểu tượng cái đèn tín hiệu các chị nhá, đèn giao thông các chị này. Đây, em sẽ quay trở lại những cái định vị GPS đây nhìn cho nó rõ hơn các chị này. Các chị ấn vào cái bản đồ cái biểu tượng của cái đèn tín hiệu đèn giao thông đây các chị này. Đấy, thì ở đây tức là nó sẽ hiển thị tất cả các cái tuyến đường ở đây cho các anh chị này. Đấy, các chị theo khi mình ấn vào nhá. Đấy, các cái tuyến đường nó sẽ hiển thị các cái trạng thái ở trên cho các anh chị nhá. Đấy, đối với các tuyến đường màu xanh là các cái tuyến đường đang đi lại bình thường thông thoáng các anh chị nhá. Còn đối với các cái tuyến đường màu đỏ như này, đấy là các cái tuyến đường đang bị tắc, thì các anh chị có thể là vào đây để xem, để kiểm tra, có thể là tránh các cái tuyến đường đang bị tắc để các anh chị có thể là tiết kiệm thời gian đi lại thuận tiện đúng không? Đấy, rất là thông minh. Đấy là cái chức năng định vị trực tuyến trên điện thoại các anh chị nhá. Đấy, muốn biết vị trí cái định vị này đang ở đâu, đấy, di chuyển hay là đang đứng yên thì các anh chị có thể là ấn vào đây các anh chị xem nhá, các anh chị nhá. Đấy, và tiếp theo thì anh chị có thể vào cái phần playback ở đây, tức là lịch sử di chuyển các anh chị ạ. Đấy, thì với cái sản phẩm DVK08 này thì nó sẽ lưu lại lịch sử di chuyển cho anh chị trong phạm vi 90 ngày liên tục các anh chị nhá. Thì các anh chị chỉ việc vào đây ấn chọn thời gian của mình, đấy, nhập thời gian vào đây, sau đó các anh chị có thể là vào tìm kiếm các chị ạ. Nó sẽ lưu rất là đầy đủ chi tiết cụ thể, nó vẽ các cái tuyến đường trong ngày hôm nay đi như thế nào, đấy, đầy đủ hết ở đây cho chị nhá. Thời gian dừng nghỉ bao lâu ở các cái vị trí như thế nào thì nó sẽ lưu lại hết ở bên trong cho các chị. Thì các chị chỉ việc chọn thời gian đấy để các chị tìm kiếm vào xem là được các anh chị nhá. Đấy, còn fancy ở đây chính là hàng rào cảnh báo các anh chị ạ. Đấy, thì ví dụ như các anh chị nào mà đang muốn khoanh vùng cảnh báo, muốn đang muốn theo dõi giám sát con cái của mình học tập đúng không? Đấy, hàng ngày các anh chị có thể là ví dụ như con của mình thì bây giờ đơn giản chỉ cần khoanh vùng ví dụ như ở trường học hoặc là ở nhà đúng không? Anh chị sẽ cài đặt này, ví dụ như ở đây là trường học này, ở đây là nhà đúng không? Đấy, thì ví dụ như bán kính ở nhà đây là khoảng 100-200, ở đây tối thiểu nó sẽ là 100 các chị nhá, và tối đa ở đây nó sẽ là 3000m, thì các chị có thể là kéo cái quả bóng này lên này. Đấy, để các anh chị có thể là khoanh vùng cảnh báo các chị nhá. Đấy, các anh chị đặt khoảng cách các anh chị ạ. Đấy, ví dụ như cái đối với này các cái chức năng này thì tức là khi các chị đặt vùng cảnh báo như này thì cứ cái định vị này ra hoặc là vào cái vùng cảnh báo thì ngay lập tức nó sẽ gửi tin nhắn để các chị có thể là vào theo dõi giám sát các anh chị nhá. Đấy, rất là tiện lợi các anh chị ạ. Ví dụ như các anh chị theo dõi con cái của mình đúng không? Đấy, hàng ngày xem hôm nay có phải là con mình đây đi học đúng giờ hay không. Đấy, đúng giờ thì nó cũng sẽ gửi tin nhắn, vào muộn giờ hoặc là không đi học thì nó cũng sẽ gửi tin nhắn vào đây. Tức là cứ ra hoặc là vào cái vùng cảnh báo này thì nó sẽ gửi tin nhắn vào trong điện thoại cho anh chị nhá. Đấy, và giờ về học cũng vậy. Đấy, ví dụ như 11 giờ 12 giờ là con về đến nhà nhưng mà định vị nó báo không về nhà. Đấy, thì ngay lập tức các anh chị có thể là vào xem và theo dõi xem hôm nay con mình đi đâu và có thể là nghe được các cuộc trò chuyện các chị nhá, bởi vì sản phẩm này sử dụng tới 3 chức năng công dụng các anh chị ạ. Đấy, định vị, ghi âm và có thể nghe nén được trực tiếp trên điện thoại từ xa các anh chị nhá. Đấy, tiếp theo thì em sẽ giới thiệu cho các anh chị và các bạn cái phần tiếp theo ở đây là cái phần tin nhắn các chị nhá. Đấy, đây là cái mục đây là đăng ký làm chủ nhân, thì ở cái phần cuối em sẽ hướng dẫn cho anh chị. Đấy, còn cái mục tin nhắn ở đây tức là các anh chị vào muốn xem các cái
thông tin các cái tin nhắn của cái định vị nó gửi về thì anh chị vào đây nhá. Đấy, còn cài đặt thời gian thì anh chị ấn vào biểu tượng đồng hồ ở đây cái chị này. Đấy, tiếp theo là đây là cái phần tìm kiếm, các chị muốn tìm kiếm các chức năng danh mục như nào thì anh chị ấn vào đây các chị nhá. Đấy, đây là cái biểu tượng chuông này, cài đặt chuông các chị nhá. Đấy, và đây là cái biểu tượng phần trăm pin. Đấy, anh chị muốn vào đây để kiểm tra pin hoặc là cài đặt chế độ tiết kiệm pin thì các chị vào đây các chị kiểm tra này. Đấy, và ở đây nó sẽ có cái phần setting ở đây, tức là phần cài đặt ở đây, tức là anh chị muốn vào đây để xem. Đây các chị thấy này, đấy, thay đổi mật khẩu của định vị các chị nhá. Đấy, change password anh chị này. Đấy thì anh chị sẽ ấn vào đây. Đấy, dòng đầu tiên sẽ là số điện thoại của mình. Đấy, dòng số 2 ở đây là email. Đấy, dòng số 3 ở đây là mật khẩu cũ thì các chị nhập từ 1 đến 6 các chị nhá. Đấy, hai dòng dưới đây chính là nhập mật khẩu mới của mình vào, sau đó các chị ấn ok xác nhận là được. Đấy, rất là đơn giản như vậy. Còn knock out ở đây là các chị muốn thoát ra khỏi định vị thì chị ấn vào đây nhá. Đấy, đơn giản như vậy các chị ạ. Và bây giờ thì em sẽ hướng dẫn cho anh chị cái phần định đăng ký làm chủ nhân của thiết bị các anh chị nhá. Bởi vì sao các anh chị phải đăng ký làm chủ nhân của thiết bị? Bởi vì chỉ có các cái số điện thoại mà đăng ký làm chủ nhân của cái định vị này thì các anh chị mới có thể là ra lệnh cho nó làm theo các cái nhiệm vụ ghi âm. Đấy, cũng như để các anh chị có thể là nó mới có thể là tự động gọi lại cho anh chị khi phát hiện tiếng động các anh chị nhá, để các anh chị có thể là nghe nén được các cuộc trò chuyện. Còn tất cả các cái số điện thoại khác khi các anh chị biết số điện thoại trong định vị nắp vào. Đấy, nhưng mà các anh chị gọi vào bên trong thì hoàn toàn thuê bao không liên lạc được các anh chị nhá. Đấy, cho nên nó đảm bảo thông tin bí mật an toàn cho anh chị rất là cao các anh chị ạ. Thì với một cái định vị DVK0